Erik Ten Hag tất tay chiêu mộ Jude Bellingham. Manchester United thỏa thuận mua Griezmann. Thách thức chờ đợi Ten Hag sau mùa đông. MU tất tay chiêu mộ Jude Bellingham. Theo báo cáo của The Athletic, Manchester United đang tiếp tục theo dõi thần đồng người Anh Jude Bellingham, cầu thủ đang có những màn trình diễn tuyệt vời cùng với Dortmund. MU vẫn luôn bị đối phương ép giá trong bất cứ thương vụ nào và chắc chắn là sẽ không phải là ngoại lệ nếu như họ muốn sở hữu Jude Bellingham. Không chỉ vậy, sự cạnh tranh cao từ các đội bóng hàng đầu khắp châu Âu, đặc biệt là Liverpool và Real Madrid cũng là trở ngại lớn với Quỷ Đỏ. Borussia Dortmund được cho là đang đòi hỏi hơn 130 triệu bảng cho một cầu thủ, mức phí mà nhiều người cho là quá đáng. Thế nhưng nếu như có bất kỳ cầu thủ nào xứng đáng với số tiền này, thì đó có thể là Jude Bellingham. Khoản phí 130 triệu bảng nếu như Man Đỏ chấp nhận chi ra sẽ là kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ, làm lu mờ các giao dịch đắt giá nhất từ trước đến nay của đội bóng. Sau những gì đã thể hiện trong màu áo của Dortmund, Bellingham hoàn toàn có thể thành công dù những người khác đã thất bại. Bellingham sẽ tròn 20 tuổi vào mùa hè tới và anh là cầu thủ có thể chơi ở đỉnh cao trong 10 năm tới, thậm chí có thể hơn thế nữa. Anh có thể được MU ràng buộc bằng một hợp đồng 6 năm và có thể sẽ được gia hạn thêm. Điều này có gì đó quen thuộc hơn so với thương vụ chuyển nhượng Wayne Rooney của Man United là gần 20 năm về trước. Năm 2004, Quỷ Đỏ đã mua một thần đồng trở lành siêu sao cũng như biểu tượng bất diệt của câu lạc bộ. Giờ đây, nếu như chia nhỏ khoản phí 130 triệu bảng mỗi mùa của Bellingham và đột nhiên mỗi 13 triệu bảng cho Bellingham trong hơn 10 năm trông không tệ chút nào, dù đó chỉ là một cách để xem xét nhẹ đi vấn đề. Khía cạnh quan trọng khác để MU tất tay chiêu mộ Bellingham, một Brian Robson mới, đó là thương vụ này sẽ giúp cho cán cân quyền lực trong bóng đá Anh trở lại có lợi cho Man United. Liverpool thì được cho là đang rất muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Anh, đến nỗi họ đã quyết định không ký hợp đồng với tiền vệ này vào mùa hè vừa qua để sẵn sàng cho một cuộc chiến chuyển nhượng vào năm 2023. Chiến lược mạo hiểm này có thể phản tác dụng nếu như MU xếp trên Liverpool để đảm bảo vị trí trong top 4 mùa này. Nếu như Man Đỏ giành chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ Bellingham thì đội bóng của Erik Ten Hag sẽ hoàn thiện. Khi đó thì họ bắt đầu được coi như là những kẻ thách thức thực sự để chống lại sức mạnh của Man City trong thời gian tới. Manchester United thỏa thuận mua Griezmann. Theo AS, MU có thể giúp Barcelona trong vụ chiêu mộ chân sút Antoine Griezmann tại kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2023. Theo The Athletic, Griezmann đứng trước khả năng thay đổi đội bóng nếu như tranh chấp giữa Barcelona và Atlético không được giải quyết. Nguồn tin này tiết lộ, MU là một trong số đội bóng tại ngoại hạng Anh vẫn dành sự quan tâm tới Griezmann. Mùa hè năm ngoái, MU muốn có Griezmann, thế nhưng thương vụ không thành vì nhiều lý do. Griezmann có thể đá trung phong và chơi tốt ở vai trò hộ công hoặc hai biên. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag cần kinh nghiệm và đẳng cấp của Griezmann để nâng cấp và bổ sung cho hàng tấn công đang khủng của đội chủ nhà. Ngoài ra, MU có thể đối mặt với việc thiếu hụt lực lượng ở nơi này nếu như Cristiano Ronaldo ra đi vào đầu năm 2023. Cầu thủ 31 tuổi hiện đang ở mùa giải thứ 2 trong thời hạn chờ mượn kéo dài 2 năm tại sân Wanda Metropolitano. Tiền đạo người Pháp có trận đấu thứ 7 liên tiếp vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 0-2 của Atlético trước Bayer Leverkusen tại Champions League. Trong tất cả các trận đấu trước đó thì Griezmann đều thi đấu ít hơn 30 phút. Tới trận đấu gặp Real Madrid vào hôm 19 tháng 9 thì Griezmann mới có cơ hội đá chính, nhưng Atlético nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước đối thủ cùng thành phố. Hợp đồng giữa Barca và Atlético có điều khoản buộc câu lạc bộ chủ sân Wanda Metropolitano mua được Griezmann với giá 40 triệu euro. Nếu như chơi 45 phút trong 50% số trận mà cầu thủ này có mặt trong hai mùa giải 2021-2022 và 2022-2023. Mùa giải 2021, Griezmann thi đấu 30 trận và phần lớn đều chơi hơn 45 phút mỗi trận. Do đó, Atlético được cho là đang tìm cách hạn chế số phút ra sân của cầu thủ này trong mùa giải 2022-2023 để điều khoản với Barca không có hiệu lực. Barca được cho là đang chuẩn bị hồ sơ kiện Atlético trong việc cố tình hạn chế số phút thi đấu của Griezmann trong mùa 2022-2023. Thách thức đang chờ đợi Erik Ten Hag sau mùa đông. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức về mặt nhân sự sau khi mà World Cup 2022 kết thúc. Những mâu thuẫn với Nga có thể khiến cho nhiều quốc gia tại châu Âu, trong đó có nước Anh, trải qua một mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay. Tại Old Trafford, tân huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag cũng có khả năng trải qua một mùa đông lạnh lẽo khi không nhận được sự ủng hộ từ giới chủ người Mỹ. Trong một cuộc chia sẻ mới nhất với báo giới thì giám đốc bóng đá của Man United, John Murtagh cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi đang hướng về phía trước với kế hoạch tuyển dụng của mình, đúng như dự kiến vào hồi mùa hè và chúng tôi không định tham gia với mức độ đầu tư tương tự trong các kỳ chuyển nhượng ở tương lai. Như mọi khi, kế hoạch của chúng tôi tập trung vào thị trường chuyển nhượng mùa hè," sếp lớn của Quỷ Đỏ khẳng định.
Như vậy, đúng như tiết lộ của The Athletic trước đó, ban lãnh đạo của MU không ủng hộ chuyện Ten Hag đi chợ mạnh mẽ vào mùa đông. Trong khi đó thì quan điểm của chiến lược gia người Hà Lan là Quỷ Đỏ vẫn sẽ cần bổ sung thêm quân. Việc Ten Hag lo xa không hề là thừa. Trong vòng 3 tháng tới thì các cầu thủ của MU sẽ phải trải qua một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Đơn cử như là trường hợp của Scott McTominay, anh sẽ có 3 trận đấu trong vòng 1 tuần tới. Trong tháng 10, McTominay và các đồng đội sẽ trải qua 9 trận đấu trên mọi đấu trường với các đối thủ cứng cựa như là Man City, Chelsea hay West Ham. Ngay sau đó, những học trò của Ten Hag sẽ trở về đội tuyển quốc gia để dự World Cup 2022. Với lịch thi đấu khủng khiếp như vậy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như vài trụ cột của Man Đỏ không thể ra sân do thể phạt hoặc chấn thương vào thời điểm tháng riêng. Trong quá khứ, huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger từng phản đối các thương vụ được thực hiện trong thời gian này. Giáo sư cho rằng một tháng là quá gấp gáp để các cầu thủ tìm bến đỗ mới, thậm chí nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của họ trên sân cỏ khi mà vừa ra sân vừa suy nghĩ về tương lai. Có điều, với một mùa giải đặc biệt như mùa 2022, Quỷ Đỏ buộc phải mua sắm mạnh nếu như còn có tham vọng chen chân vào top 4. Trước khi nào World Cup được tổ chức vào tháng 11, thời điểm mà các giải đấu tại châu Âu đang diễn ra căng thẳng và nó sẽ thách thức các ban lãnh đạo đội bóng xử lý các biến số và người tính xa nhất, tốt nhất sẽ có cơ hội chạm đến đỉnh cao vào cuối tháng 5.